người khác trên đường phố đông đúc. Anh ta tỏ ra lo lắng và cuối cùng bước vào một tòa nhà. Bên trong, anh ta trả thêm tiền để gửi một bức điện nhanh. Một thanh niên nhận được bức điện, người chú của anh ta đang thúc giục anh ta nhanh lên và cứu anh ta. Chàng trai trẻ đi đến khu đất rộng lớn của người chú, nơi một luật sư giải thích rằng người chú, John Carter, đột ngột qua đời và để lại mọi thứ cho chàng trai trẻ. Anh chuyển cho chàng trai trẻ Edgar Rice Burroughs một cuốn nhật ký cũ. Sau khi luật sư rời đi, người thanh niên bắt đầu đọc. Câu chuyện bắt đầu ở Arizona, sau cuộc nội chiến. John Carter, một cựu đại tá trong quân đội miền Nam, đang tìm kiếm vàng. Người dân địa phương dường như không thích anh ta. Đại tá Powell của kỵ binh cố gắng ép Carter tham gia chiến đấu với Apache. Carter từ chối hợp tác và sau nhiều lần trốn thoát thất bại, anh ta đã lừa được một lính canh phòng giam, đánh gục anh ta và thoát khỏi pháo đài Grand trên con ngựa của đại tá Powell. Powell và phần còn lại của kỵ binh đuổi theo nhưng buộc phải dừng lại khi họ thấy rằng Carter đã gặp một băng chiến binh Apache được gắn kết. Cả hai bên đều được trang bị vũ khí và cảnh giác và giao cản ngôn ngữ làm gia tăng căng thẳng. Ngay sau đó một cuộc đấu súng nổ ra. Carter tận dụng cơ hội để bỏ chạy, nhưng đại tá Powell bị bắn và Carter quay lại để cứu ông ấy. Cả hai trốn thoát vào một hẻm núi hộp và tìm thấy một hang động nhỏ. Apache tiếp cận nhưng nhanh chóng rút lui khi họ nhìn thấy thứ gì đó trên tảng đá phía trên hang động. Bối rối, Carter quay lại nơi Apache đã nhìn vào và nhận thấy biểu tượng con nhện trên mặt đá. Để Powell gần cửa hang, anh đi sâu hơn vào hang động để điều tra. Tại đó, Carter tìm thấy một căn phòng với những dấu hiệu kỳ lạ. Các bức tường và mái nhà được lót bằng vàng. Bị mê hoặc, anh không để ý đến một người lạ xuất hiện phía sau mình và Powell gần như đã quá muộn để hét lên một cảnh báo. Người lạ là một người đàn ông hói trong chiếc áo choàng sáng bóng với một con dao dường như đã lộ ra ngoài vì chất mỏng manh. Hai người chiến đấu, Carter bắn chết kẻ lạ mặt hói đầu và nhận ra rằng anh ta đang nắm một huy hiệu phát sáng xanh trong tay. Nhặt nó lên, Carter lặp lại những lời mà anh ta đã nghe người kia nói và đột nhiên anh ta tỉnh dậy trong một sa mạc kỳ lạ. Carter cố gắng đi bộ nhưng vấp ngã và nổi người lên. Anh ấy dành vài phút để học cách bước vào môi trường mới lạ này. Anh ta tìm đường đến ngọn đồi gần đó và tìm thấy một ổ trứng đang nở ra những đứa trẻ sáu chi màu xanh lá cây. Băn khoăn, anh ta định bỏ đi thì để ý thấy một nhóm sinh vật xanh. Họ được gắn trên những con thú lớn và trang bị súng, và khi họ nhìn thấy Carter, họ nổ súng cho đến khi một trong số họ bảo những người khác dừng lại. Người ngoài hành tinh màu xanh lá cây cao với bốn cánh tay này đặt kiếm và súng trường của mình xuống và chào Carter. Như với Apache, có một giao cản ngôn ngữ nhưng cả hai cố gắng để đưa ra tên của họ. Người đàn ông màu xanh lá cây là ta Starkad, người Zedak, hay thủ lĩnh, bộ tộc của anh ta. Starkad biết Carter không phải là người địa phương và yêu cầu anh ta nhảy lần nữa. Carter tận dụng cơ hội để nhảy về phía vũ khí của Starkad, nhưng trước khi có thể chiến đấu, anh ta đã bị áp đảo. Một lần nữa Starkad ra hiệu với những người còn lại trong nhóm của mình, bảo họ hãy tha cho Carter. Họ thu thập những con non, giết những quả trứng chưa vỡ và đưa Carter về nhà của họ trong đống đổ nát của một thành phố cổ. Vào lúc này, Carter kinh hoàng và mất trí, anh ta muốn về nhà và biết rằng huy hiệu có thể là cách duy nhất. Thật không may, Starkad đã lấy lại được huy hiệu và đeo nó. Ở thành phố khác, Thác đối xử thô bạo với Carter. Họ không nhận ra anh ta là người như thế nào và sự thiếu hiểu biết về ngôn ngữ của anh ta khiến anh ta có cái gì đó giống như một con vật hoặc em bé trong mắt họ. Vì vậy, anh ta bị ném vào cùng với trẻ sơ sinh. Theo phong tục Thác, những con non được thả về đám đông và ai bắt được con sẽ là bố mẹ của con non. Carter được trao cho số là một phụ nữ mà các Thác khác có vẻ khinh thường, đặc biệt là một phụ nữ khác được gọi là Sakura. Khi Carter đã được làm sạch và đưa vào trong hố để nghỉ ngơi với những đứa trẻ khác, cô đổ một chất lỏng vào miệng anh. Sau đó, anh ấy có thể nói và hiểu ngôn ngữ địa phương. Ở một nơi nào đó xa hơn, một trận chiến giữa những con người đang diễn ra. Họ chiến đấu trên tàu bay trên không, một bên màu xanh và bên kia màu đỏ. Trên một con tàu màu đỏ, ba nhân vật đầu chọc xuất hiện và tiếp cận tướng SAB Than. Họ đưa cho anh ta một thiết bị lưới màu xanh lam cho anh ta khả năng bắn ra các tia năng lượng, nhưng khi anh ta cố gắng bắn ba người này thay vào đó anh ta bị nổ tung ngược lại. Họ là Zen, đại diện của nữ thần, và cô ấy đã chọn đứng về phía hoàng tử SAB Than của Zodang A trong cuộc xung đột này. Thủ lĩnh Thường, Ma Tai Sang, ra hiệu cho anh ta để kiểm tra sức mạnh mới thần thánh của mình. Vị tướng sẽ gửi những tia năng lượng đến tàu địch và giành chiến thắng trong tọa kỵ hệ phong thì ra đi. Giao tranh. Trong cung điện hoàng gia Helium, Lisa Turris đang thực hành một bài diễn thuyết. Cha cô là Tadros Mos, Zedda của Helium, đến tranh cãi với một đoàn tùy tùng. Lisa trình diễn một cỗ máy tạo ra một tia sáng xanh yếu, thứ mà cô gọi là tia thứ 9, cô tuyên bố là nguồn sức mạnh mới của kẻ thù Zodang A của họ. Khi những người tùy tùng thảo luận về các khả năng, một trong số họ là một thường cải trang, đã giấu kín thiết bị, khiến nó không thành công. Tadros hiểu rằng sức mạnh này có thể giúp san bằng chiến trường, nhưng họ không có thời gian để nghiên cứu sâu hơn về tia xanh bí ẩn này. Anh ta giải tán nhóm và nói với Lisa rằng cô phải kết hôn với SAB Than để chấm dứt xung đột. Lisa bị suy sụp, cô biết rằng đám cưới khó có thể ngăn cản sự bành trướng của Zodang An, và một khi kết hôn, cô sẽ không thể tiếp tục nghiên cứu của mình. Trở lại Thác View, Carter bây giờ có một người giám hộ, Ola, một sinh vật khổng lồ, miệng rộng, thấp so với mặt đất, rất nhanh nhẹn và khăng khăng theo đuôi Carter như một con chó. Bất kể anh ta nhảy cao hay xa, Carter rất bất bình khi anh ta đang cố gắng tìm ta Starkad để lấy huy hiệu. Nhưng Ola đã bắt kịp anh ta và gây ra đủ tiếng ồn để ngăn cản kế hoạch của Carter.
Carter kết thúc bằng việc nhảy vào một bữa tiệc của Thác và Ola xông vào và lớn tiếng phá vỡ cuộc tụ tập. Thác tức giận đã đánh Ola và chủ của anh ta, số là. Tức giận, Carter nhảy vào để ngăn chặn vụ đánh đập, vô tình giết chết một Thác và chứng tỏ khả năng nhảy xa của anh ta. Thác coi Carter như một vũ khí mới nhưng lại giận dữ với số là vì đã cho phép anh ta trốn thoát. Ngày hôm sau, họ dí sắt nóng vào da cô ấy vì lỗi của cô ấy trước mặt Carter. Anh kinh hoàng nhìn Thác cảnh báo rằng hành vi phạm tội tiếp theo của cô ấy sẽ dẫn đến cái chết vì cô ấy đã vi phạm quá nhiều lần nên cô ấy đã không còn chỗ để thêm sẹo nung nữa. Thác ấn nấc khi một lính canh cảnh báo về tàu bay. Ba thiết giáp hạm đang bay xuất hiện trên bầu trời, hai chiếc cờ đỏ đuổi theo một chiếc gắn cờ xanh. Akkad quan sát bằng kính viễn vọng và giải thích cuộc chiến với Carter, người Zodangans đang chiến đấu với Heliumai. Trên con tàu, Lisa Turris cố gắng trốn thoát, sau đó rơi xuống và treo ở độ cao vài trăm mét. Carter nhìn thấy cô ấy là con người và nhảy đến giải cứu cô ấy. Với khả năng nhảy xa của mình, anh đã giải cứu cô gái và bắt đầu bảo vệ cô, chỉ để cô chứng tỏ khả năng chiến đấu của chính mình. Tuy nhiên, Carter vẫn có thể lật ngược tình thế của trận chiến, nhưng chiếc máy bay Helium màu xanh lam đã bị hỏng. Sau cảnh tượng này, Tastak cắt phong cho Carter làm đỗ ta xô rát hoặc cánh tay phải của mình và trao cho Lisa Turris như một phần thưởng. Đối thủ của Tastak cắt là một chiến binh bị gãy ngà, tỏ ra giận dữ phản đối. Carter được nhắc đến Powell và từ chối vị trí này, nhưng Tastak nói rằng nếu Carter từ chối lời đề nghị, Tastak sẽ không thể cứu mạng Lisa. Carter miễn cưỡng đồng ý và nhanh chóng nhận ra mình đang chống lại những lời hỏi thăm của mọi người về khả năng của mình. Lisa muốn học cách nhảy như Carter có thể, nhưng đoán rằng khả năng này có thể liên quan đến mật độ xương khác nhau của Carter và do đó nó sẽ không phải là kỹ năng mà cô ấy hoặc bất kỳ ai khác có thể học được. Akkad biết rằng cô ấy đang cố gắng đạt được một vũ khí mới cho Helium và cảnh báo Carter chống lại cô ấy. Carter chỉ muốn về nhà. Anh ta cố gắng mô tả ngôi nhà của mình cho Lisa nhưng cô ấy nghĩ anh ta mất trí hoặc là một kẻ nói dối vì anh ta mô tả một môi trường đã không tồn tại ở đây hàng ngàn năm. Nhìn thấy sự nghiêm túc của anh, cô đoán anh là thần, dẫn họ đến một cuộc thảo luận về thiên văn học và cuối cùng nhận ra rằng Carter đến từ trái đất, cô gọi là Jasum. Nhưng anh ta hiện đang ở trên sao Hỏa, mà cô gọi là Basum. Nếu thực sự có cách du hành giữa các thế giới, Gen có thể sẽ biết câu trả lời. Mặc dù số là cố gắng ngăn cản họ, Carter và Lisa Turris vào một hang động được cho là đền thờ của nữ thần và những người theo cô là Gen. Lisa đọc một số dấu hiệu cổ xưa, nhưng trước khi họ có thể tiếp tục, cả ba đã bị Thác bắt vì đi vào đền thờ. Akkad giúp tất cả họ trốn thoát trước nguy cơ cá nhân lớn và Carter đoán số là con gái của mình. Xét rằng phong tục của Thác là nuôi dưỡng chúng một cách biệt lập và nuôi dưỡng chúng một cách ẩn danh, nên đã có rất nhiều hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Số là, Carter và Lisa Turris hành trình đến sông Is để giải quyết bí ẩn ngôi đền, lấy huy hiệu. Trên đường đi, số là cảnh báo Carter rằng Lisa Turris đang dẫn họ đi lạc. Khi đối mặt, cô thừa nhận họ đang hướng đến Helium và Carter tức giận muốn bỏ rơi cô khi anh nhận ra rằng cô có thể đã thao túng anh để biến anh thành vũ khí mới của mình. Anh ta phớt lờ lời cầu xin của Lisa cho đến khi cuối cùng cô thừa nhận rằng cô có lợi ích cá nhân trong cuộc chiến vì cô là công chúa Helium, có khả năng sẽ kết hôn với hoàng tử Zodangan và có khả năng bị giết. Carter thuyết phục cô ấy rằng anh ấy cần thời gian và họ nên đến gặp Isil trước. Con sông là một con đường cho những người hành hương, những người đã phạm tội hoặc đã sống quá lâu trôi theo dòng sông để kết thúc cuộc sống của họ và tìm thấy thiên đường. Số là, nhìn thấy những gì có vẻ như Thác đang bơi đi và những xác người trên mặt đất gần như nhập vào họ cho đến khi Carter ngăn cô lại. Ngược dòng sông quanh co, họ tìm thấy một cấu trúc hình kim tự tháp ngược. Carter và Lisa Turris bước vào và đồ họa màu xanh phát sáng hiển thị hệ mặt trời. Lisa Turris nhận ra ánh sáng xanh không phải là siêu nhiên mà do máy móc tạo ra, đó là tia thứ 9, chính tia sáng xanh mà cô đã nghiên cứu và kẻ thù đã sử dụng làm vũ khí. Họ cũng nhận ra rằng sự xuất hiện của Carter trên sao Hỏa có khả năng là do sự truyền tải một bản sao của chính anh ta từ trái đất đến sao Hỏa. Bên ngoài, một đội quân của Thác tiếp cận, do Matai sang cố vấn. Anh ta tò mò về kẻ lạ mặt đang tham gia vào các cuộc chiến và định kiểm tra khả năng của anh ta. Carter và hai người phụ nữ leo lên và tranh giành. Khi cả đám tiếp cận, Carter bảo những người khác chạy trốn trước sự phản đối của Lisa Turris. Anh ở lại để chiến đấu với đội quân hung hãn và chỉ có Ola giúp anh. Giết nhiều người, anh ta được nhắc nhở về sự tàn phá của chiến tranh và tìm thấy người vợ và đứa con đã chết của mình trong một trang trại bị cháy. Carter cuối cùng cũng bị vượt qua, ngay khi một tàu tuần dương chiến đấu Helium đến trên không để kết thúc cuộc chiến. Akdos Mons và S.A.B. Than lên tàu. S.A.B. Than trao thanh kiếm của mình cho Lisa Turris như một dấu hiệu của sự tin tưởng và yêu cầu cô kết hôn với anh ta. Lisa Turris gần như giết chết anh ta, nhưng cô ấy ngăn chặn và thay vào đó khiến họ đưa Carter bị thương đến Zodang-A để được chữa lành. Carter tỉnh dậy trong một căn phòng được canh gác. Lúc đầu anh ta nghĩ rằng anh ta đang ở trong Helium nhưng những người bảo vệ mặc áo đỏ cười. Khi anh đang suy nghĩ về việc đang ở trong lãnh thổ của kẻ thù, một người đàn ông mặc đồ màu xanh xuất hiện và nói với anh rằng anh ta đang ở Zodang-A. Người đàn ông đó là Cantos Scan, James Purifoy, và anh ta ra lệnh về việc đặt Carter giữ chế độ bảo mật cao hơn. Khi đã đủ gần, anh ta thì thầm với Carter để bắt anh ta làm con tin, nhưng Carter quá bối rối, và một Cantos bực tức giả vờ bị bắt làm con tin khi anh ta dẫn Carter đi khỏi các lính canh. Cả hai nhảy đến một tòa tháp gần đó. Bên trong, Lisa Turris đang mặc đồ cưới. Sau khi cảm ơn Cantos vì đã mang Carter đến với cô ấy đuổi mọi người trong phòng ra. Một lần nữa, cô ấy yêu cầu Carter chiến đấu về phía mình. Anh lại từ chối, và cuối cùng cô nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón tay anh.
hiểu rằng trái tim mình đã thuộc về người khác, nhưng giờ khi biết người phụ nữ kia đã chết, Lisa Turris nói với anh những lời ma thuật sẽ đưa anh trở lại trái đất. Bên ngoài, lính canh gác đang an yêu cầu được vào, nhưng khi cánh cửa mở ra, Carter đã biến mất. Lisa Turris và những người khác rời đi, nhưng trưởng phòng trở lại phòng, sau đó lại rời đi, và chúng ta thấy Carter đang ở trên trần nhà. Anh ta thoát ra, và cô sử dụng một tia sáng màu xanh để bất động anh ta, sau đó biến thành ma tai sang, thủ lĩnh của thần. Anh ta buộc Carter đi cùng và giải thích cách Gen đang quản lý sự kết thúc của sao hỏa. Bị kẹt trong một đám cưới tắc đường, ma tai sang biến thành một sĩ quan dô đăng an và dẫn Carter ra ngoài. Sau đó, sang biến thành một phụ nữ lớn tuổi khi họ xem Lisa Turris được diễu hành trên một con phố. Gần như nhẹ nhàng, ma tai sang nói với Carter rằng sau hôn lễ, Lisa Turris và bất cứ ai khác biết về giai thứ 9 sẽ bị giết. Đột nhiên Ola đến trong tình trạng bối rối, cố gắng vô hiệu hóa sự khống chế của sang, và Carter trốn thoát trên một tờ quảng cáo ánh sáng. Sau một cuộc rượt đuổi rợn tóc gáy, anh ta hạ cánh xuống gần Sola. Biết rằng mình không thể tự mình thách thức quân đội Dô Đăng An hoặc Gen, anh quyết định quay trở lại Thác View và nhờ họ giúp đỡ. Carter và Sola đến nơi an toàn nhưng Thác ném Carter vào tù, nơi anh ta tìm thấy Tan Starkad đang bị giam cầm, cũng bị xiềng xích. Akkad nói với Carter rằng anh ta đã bị lật đổ bởi một đầu. Akkad rất tức giận khi biết rằng Carter đã đưa Sola trở lại và có thể giết anh ta nếu không phải vì anh ta đã bị đánh đập và suy yếu nghiêm trọng. Các tù nhân sau đó được đưa đến một đấu trường lớn và được thực hiện để chiến đấu đầu tiên, sau đó là một cặp vượn trắng khổng lồ. Sola gây ra sự mất tập trung trên khán đài, điều này cho phép Carter giết một con đầu tiên sau đó giết con thú khác. Khi Thác cổ vũ cho anh ta thách thức cho vai Zedda. Carter chặt đầu anh ta bằng một nhát dao. Bây giờ là Zedda của Thác, anh ta có một đội quân sẵn sàng chiến đấu vì anh ta. Anh ta dẫn họ trở lại Dô Đăng A để ngăn đám cưới. Khi đến nơi, họ thấy thành phố trống rỗng, mọi người đã đi đến Helium. Tan Starkad không ấn tượng gì đã tát Carter vào đầu vì không có cách nào để họ có thể đến kịp đám cưới. Carter chỉ vào Exit nhưng Thác từ chối, vì vậy anh ta đã tự mình cất cánh bằng một chiếc máy bay hạng nhẹ. Các lính canh của Dô Đăng An phát hiện ra anh ta khi anh ta đến gần, nhưng khi anh ta đang lái máy bay Dô Đăng An, họ cho rằng anh ta là một phần trong kế hoạch của họ và để anh ta đi qua. Khi lễ cưới sắp kết thúc, Carter lao vào. Lisa Turris rất vui khi nhìn thấy anh ta nhưng đã quá muộn vì tín hiệu đã được truyền đi. Dô Đăng An bắt đầu tấn công Heliumai và một lần nữa ma tai sang và tia xanh của anh ta dường như không thể ngăn cản. Đột nhiên, một tàu tuần dương hạng nhẹ khổng lồ cũng lao vào và Thác xuống tàu để đi theo thủ lĩnh của họ. Họ gia nhập quân đội Heliumai và chống lại Dô Đăng An. Ma tai sang trốn thoát nhưng Carter lấy lại được huy hiệu. Trong cuộc chiến, SAB Than bị giết bởi thiết bị màu xanh mà anh vô cùng yêu quý. Khi mối đe dọa ngay lập tức về Dô Đăng A đã biến mất và bây giờ biết trái tim của mình ở đâu, Carter cầm lấy cánh cưới của mình và yêu cầu Lisa kết hôn với anh ta. Cô ấy đồng ý và cả Helium và Thác đều vui mừng. Đêm đó Carter bồn chồn và bước ra khỏi phòng. Anh ném huy hiệu vào hẻm núi bên dưới. Khi anh ta quay trở lại buồng ngủ, người bảo vệ cảm ơn anh ta và đưa tay ra, nắm lấy anh ta và chuyển vào ma tai sang để đưa Carter trở lại hang động ở Arizona. Carter thức dậy cứng đờ, bụi bặm và râu ria xồm xoàm. Đại tá chỉ còn là một bộ xương vàng và cơ thể của thường đã biến mất. Câu chuyện của Carter tiếp tục khi anh nhận ra rằng phải có những người khác trên trái đất và dành 10 năm tiếp theo để tìm kiếm một huy hiệu khác. Anh ta dường như tìm thấy thứ gì đó trong óc đi. Anh ta chuẩn bị một hầm mộ trong khu đất của mình để anh ta có thể quay trở lại sao hỏa và để cơ thể anh ta an toàn trên trái đất. Cháu trai Ega được giao nhiệm vụ giữ an toàn cho anh ta vì rất có thể Gen sẽ tấn công cơ thể anh ta. Có lẽ ngay lúc Ega đang đọc nhật ký, kinh hoàng, Ega chạy đến kiểm tra hầm mộ mà không biết mình đang bị theo dõi. Sau một vài giây căng thẳng, anh ta tìm ra mật khẩu để vào và mở cửa, nhưng hầm mộ trống rỗng. Một thần xuất hiện phía sau Ega và định giết anh ta, nhưng bị bắn chết. Ega quay lại thì thấy Carter đang cầm súng bên ngoài. Carter giải thích rằng anh ta đã uống một loại thuốc khiến dường như anh ta đã chết.